Hàng loạt địa điểm cực đẹp tại Việt Nam đã được truyền thông quốc tế dinh danh trong năm nay, nâng cao danh tiếng trên bản đồ du lịch toàn cầu. Theo đó có 13 điểm đến của Việt Nam gồm đồng bằng sông Cửu Long, Mộc Châu, Hà Giang, Tháp Bản Dốc, Cao Bằng, Mù Cang Chải, Yên Bái, Ninh Bình, Tam Đảo, Hà Nam, Côn Đảo, Mũi Né, Công viên nước Thủy Tinh ở Quế, Đà Nẵng, Phú Yên được nhiều trang báo, tạp chí, trang web, ứng dụng du lịch của thế giới hết sức khen ngợi Đặc biệt, đồng bằng sông Cửu Long được Sydney Morning Herald của Australia bình chọn là một trong 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Nơi đây là giữa lúa và là trung tâm nuôi trồng thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Đồng thời, cũng nổi tiếng với các chợ nổi độc đáo như là cái răng phong điện, cho nên ẩm thực phong phú độc đáo.